Tiểu bang California thử cho người dân, những người vô gia cư, 750 Mỹ Kim trong vòng một, một, năm để họ tìm chỗ ở. Khoảng 100 người vô gia cư ở tại Los Angeles và vùng vịnh San Francisco được cấp 750 Mỹ Kim một tháng trong vòng một năm và không cần biết rằng họ làm gì với số tiền đó. Kết quả mới được công bố trong 6 tháng đầu tiên của nghiên cứu về tác động của việc can thiệp vào lợi tức căn bản và trợ cấp an sinh cho thấy người nhận đang sử dụng dòng tiền mặt như thế nào. Nghiên cứu cho thấy là sau 6 tháng, những người nhận khoản trợ cấp 750 Mỹ Kim hàng tháng ít có nguy cơ bị vô gia cư và cho biết họ gần có đủ tiền để đáp ứng tất cả những nhu cầu thiết yếu so với nhóm đối chứng gồm có những người sử dụng những dịch vụ dành cho người vô gia cư thông thường. Nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức bất vụ lợi mang tên là Miracle Message ở tại San Francisco và trường công vụ xã hội Susan Dorak-Pick thuộc về trường đại học University of Southern California. Cũng cho thấy là những người nhận được khoản trợ cấp 750 Mỹ Kim, họ cho biết là họ chi tiêu nhiều nhất cho thức ăn trong vòng 6 tháng đầu tiên. Ben Hanwood, người đứng đầu nghiên cứu đã nói với tờ LA Times rằng nó xua tan đi quan niệm sai lầm, đó là dân vô gia cư sẽ xài tiền cho những mục đích phi pháp. Ông nói với tờ LA Times rằng chỉ có khoảng 2% trong số 750 Mỹ kim, 750 Mỹ Kim một tháng được chi cho rượu, thuốc lá hoặc là ma túy, mà phần nhiều trong số đó là thuốc lá.